căn hộ Lumiere Boulevard thuộc dự án Mastery Center Point. Dự án có tổng diện tích 33.672 m² tại đại đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức. Nhóm thông tin bất động Alo căn hộ SG xin review đánh giá Lumiere Boulevard, phân tích các lợi thế chi tiết các tòa Angelica, Banyan, Camellia, Daisy và Erica giúp khách hàng có được lựa chọn căn hộ phù hợp. Điểm mạnh và lợi thế tháp A Angelica, tòa nhà có số lượng căn hộ limited chỉ 263 căn hộ, bao gồm cả căn hộ duplex, sân vườn và penthouse. Do số lượng căn hộ hạn chế nên sự riêng tư và độc lập của gia chủ được đảm bảo cao nhất, sở hữu tầm view đẹp và đa dạng, bao gồm view nội khu, sân vườn, hồ bơi, view đại lộ và khu vực shop house tiếp giáp trực tiếp đến khu công viên, tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, tỷ lệ thang máy phục vụ số lượng căn hộ 1,5 đến 1,7 căn, thang máy tầng. Mặt bằng tầng với hành lang dài và thông thoáng, hai đầu hành lang với các khung cửa kính lớn tận dụng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí tối ưu, khoảng cách từ tháp A đến tháp D là 175 m. Tiếp giáp trực tiếp với khu vui chơi trẻ em ngoài trời, sân cần lao. Vì vậy, view nội khu của tháp A sẽ rất thoáng. Điểm mạnh và lợi thế tháp Banyan và tháp Camellia, vị trí độc tôn, view triệu đô nhìn toàn cảnh sông Đồng Nai. Khu dinh thự nổi hot Coty duy nhất tại châu Á được phát triển bởi Mastery Home và Ellie sắp cùng đại lộ mua sắm thời thượng Manhattan, đem đến sự trải nghiệm có 102 cho gia chủ. Nằm tại vị trí cực tốt cho phong thủy hướng Đông Nam, nắng sớm và mát, có sông nước bao quanh, Lumiere Boulevard đảm bảo sự may mắn và thịnh vượng cho những ai sở hữu căn hộ tại đây. Đặc quyền tiện ích đẳng cấp được thiết kế ngay tại sảnh của tòa tháp BNC, sảnh đón khách sang trọng, gym và sân chơi trẻ em trong nhà tạo ra sự tiện lợi dành riêng cho cư dân tháp B và C. Sở hữu 33 chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn resort được kết nối trực tiếp với hồ bơi, phi thuyền chuẩn Olympic, thác tràn, jacuzzi, massage thủy lực, sân cần lao và hơn hàng ngàn tiện ích ngoại khu đại đô thị Vinhome Grand Park. Hứa hẹn mỗi ngày sống tại Lumiere Boulevard là những chuỗi ngày trải nghiệm sống xanh, trở về với thiên nhiên, nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện lợi thoải mái cho cư dân. Điểm mạnh và lợi thế tháp D, Daisy, sở hữu tầm nhìn đa dạng với nhiều góc view ấn tượng như view nội khu, sân vườn hưởng trọn vẹn chất xanh, view sông Đồng Nai và rạch Bà Rì và view về trung tâm thành phố Landmark 81 bao bọc bởi sông và rạch Bà Rì, đem đến phong thủy tốt, đảm bảo sự thịnh vượng và tài lộc cho gia chủ. Mặt ngoài tòa tháp Daisy được bố trí các căn shop house trực diện nhìn ra rạch Bà Rì, tòa tháp văn phòng 45 tầng thuận tiện trong việc mua sắm, sinh hoạt cho cư dân. Mặt nội khu tiếp giáp với tiện ích khám phá thú vị mới lạ như cung đường với lối đi bộ xanh mát hai bên đường, khu vực ngồi thư giãn và khu rạp chiếu phim ngoài trời. Điểm mạnh và lợi thế tháp E Erica, tòa tháp Erica Lumiere Boulevard Mastery sở hữu chuỗi shop house đẳng cấp ngay tại mặt ngoài khối đế, đem đến sự thuận tiện cho việc mua sắm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Mặt view nội khu được bao phủ bởi những mảng xanh lớn do Landscaper thiết kế, kết nối trực tiếp với các tiện ích nội khu độc đáo như sân chơi nước cho trẻ em, khu hồ bơi vượt chuẩn Olympic, khu thư giãn tại hồ bơi và sông lười cho hoạt động đua thuyền giấy của trẻ nhỏ. Đặc biệt, khoảng cách từ tòa tháp E đến tháp B và C là 45m đến 65m. Tiếp giáp trực tiếp toàn bộ tiện ích nội khu đẳng cấp, bao phủ tầm view bởi nhiều mảng xanh tươi mát. Layout thiết kế các căn hộ Lumiere Boulevard được đánh giá thông minh và tối ưu công năng. Có ban công rộng rãi với kính cao 1,4m của chính cao 3,4m và rộng 1,35m. Cửa sổ lớn full kinh cho các phòng ngủ, không có góc view chết. Quý khách quan tâm tìm hiểu căn hộ Lumiere Boulevard của Mastery Home vui lòng liên hệ 0909910884 để nhận thông tin và tư vấn chi tiết từ phòng kinh doanh.